Nay Thanh Cò đi quay miếng đất này, đường bê tông 5 m, đường xe tải này 5 tấn đi được. Chạy thẳng vài cái chừng 5 cây số lên tới Sài Gòn Bình Chánh, ngay chợ Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Đất mình còn lúa nha, đất còn lúa 1.000. 1.000 thổ cư còn lúa đường lớn nè. Đang 41 thương lượng. Bề ngang mặt tiền này được 21, top đích còn 19. Đất này top đích nha. Ai thích hết đất top đích thì vô, ai không thích thôi. Đất mình từ cái cọc này nè. Cọc này chạy thẳng ra có mấy cái cọc á. Kế bên khu nghĩa trang gia đình của anh ta nha, kế bên. Cặp luôn. Khu này về thì mình muốn lên thổ mình cất nhà vườn cũng được. Hoặc về mình làm nhà thờ dòng họ, hoặc là về làm nghĩa trang gia đình, hay là làm cái gì cũng được hết nha. Nói chung Thanh Cò giới thiệu là cũng chính xác luôn, là có kế khu nghĩa trang của gia đình người ta. Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 1.000 mét đất lúa, sổ riêng luôn, công chứng liền luôn. Cách chợ Bình Chánh 5 cây số hướng nam. Rồi mọi nhu cầu bà con mình alo. Số điện thoại của Thanh Cò là 078 666 8368. Thanh Cò xin chào.